Xin chào các bạn, rất là cảm ơn các bạn đã chọn kênh Sóng Tình Yêu GB để mà chia sẻ những cái nỗi niềm khúc mắc cũng như là thường xuyên đón xem những video đăng phát hàng ngày trên kênh. Và hôm nay cũng là một phần chia sẻ của mình đến với một cái thân chủ đặc biệt. Đây là vị thân chủ thứ hai giống nhau về nội dung nên mình làm một cái video mang tên gọi là Hòn Vọng Phu thời hiện đại. Các bạn cũng biết được câu chuyện sự tích Hòn Vọng Phu đúng không ạ? Hiện nay vẫn có rất là nhiều vở kịch, cải lương, phim dựng về cái sự tích này để ca ngợi sự cao đẹp, sự hy sinh của người phụ nữ dành cho người khác, đặc biệt là người chồng và dành cho con. Người phụ nữ được ca ngợi bởi vì người phụ nữ hơn người đàn ông ở một điểm là mang nặng đẻ đau, đối diện với cái chết để có được một đứa con xinh đẹp. Họ là cái sự kết nối và mang cái tính duy trì nòi giống cao. Đó chính là sự tôn vinh dành cho những người phụ nữ chúng ta. Cũng có thể là một đặc ân dành cho người vợ khi mà có được những đứa con. Vì làm mẹ là một điều tuyệt vời nhất dành cho bao nhiêu người phụ nữ. Do đó phải nói rằng có nhiều người cũng suy nghĩ đến cái điều này. Và có nhiều người cũng muốn đặt câu hỏi giống như mình vậy. Mình cũng đã từng nghĩ đến cái điều như thế này: tại sao không có một hòn vọng thê mà chỉ có một hòn vọng phu? Bởi vì chúng ta cũng đã biết có những người đàn ông sống rất là thương vợ thương con, nhưng mà chưa từng có một người đàn ông nào mà được dựng lên thành cái tượng gọi là hòn vọng thê hết. Bởi vì sao? Đa phần người đàn ông sẽ không được như người phụ nữ. Người đàn ông yếu đuối hơn người phụ nữ, người đàn ông không có cái lòng vị tha như người phụ nữ chúng ta, cũng như là người phụ nữ chúng ta mạnh mẽ, mềm mại. Người đàn ông nhìn rất là mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối trước cám dỗ, rất là dễ bỏ cuộc khi mà gặp những cái tình huống ức chế, và họ không bền chí như một người phụ nữ. Rất là hiếm có một người đàn ông nào có thể chấp nhận và yêu thương một người phụ nữ sai lầm, nhưng người phụ nữ chúng ta đa phần khi người đàn ông ngoại tình, khi người đàn ông phản bội thì hầu như đa phần người phụ nữ vẫn cam chịu, vẫn chấp nhận một cái mối quan hệ như vậy để mà vì con, vì gia đình và vì chính bản thân người phụ nữ đó cũng yêu chồng nữa. Đó chính là cái sự đặc trưng riêng về cái giới. Và cái điều thứ hai mình muốn nói đến với các bạn rằng trong một cuộc hôn nhân thì chiếc nhẫn cưới được gắn kết trên tay mỗi người ở cái bàn tay trái. Để chi? Để mà hy vọng với một mục đích là hãy nhận nhịn những cái sự sai trái của người khác. Chứ không phải chiếc nhẫn này chúng ta đeo chơi. Tại sao không đeo một cái gì mà lại đeo chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn nó dạy cho con người ta biết nhẫn nhịn. Và khi mà bàn tay chúng ta mập lên, chiếc nhẫn này nó đau. Vậy thì có những cái biến cố trong cuộc sống khiến cho người ta cảm thấy không biết là họ có nhẫn được hay không. Và rất là nhiều người đã phải tháo chiếc nhẫn này ra vì chịu không nổi cái sự ức chế, cũng như là họ không thể kiên nhẫn vì cái giá trị chịu đựng của họ nó vượt qua cái ngưỡng mà họ không thể kiên nhẫn được. Và rất là tiếc, có những cuộc chia tay, những cái đám cưới, những cặp tình nhân đã phải chia tay nhau vì không thể chịu đựng được nhau. Nói đến cái sự kỳ vọng trong hôn nhân á, thì phụ nữ mang nhiều kỳ vọng hơn đàn ông nhiều. Mặc dù người đàn ông cũng giống chúng ta, cũng hy vọng là một cuộc sống hạnh phúc này, có vợ đẹp con ngoan này, già sống bên cạnh nhau này, người phụ nữ đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình này, người phụ nữ đó chung thủy này, người phụ nữ cũng như thế. Nhưng mà trong quá trình hôn nhân thì đa phần người đàn ông sẽ ngoại tình nhiều hơn người phụ nữ. Cũng có những người phụ nữ bị ngoại tình, nhưng cái điều người phụ nữ ngoại tình là bởi vì do người đàn ông đối xử với họ không được tốt, người đàn ông nó không mang lại cho họ những cái giá trị. Và đương nhiên không có thể nào mà xét về cái ý ở bênh vực ai hết. Người đàn ông ngoại tình họ cũng có lý do của họ, và người phụ nữ ngoại tình họ cũng có những lý do của họ. Nhưng mà phải nói rằng ở một cái vấn đề là người phụ nữ chúng ta cam chịu nhiều hơn người đàn ông và bền chí hơn người đàn ông trong cái sự chờ đợi người đàn ông thay đổi. Nói đến cái sự thay đổi của người đàn ông mà người ta chờ người phụ nữ lâu thiệt lâu để cho người phụ nữ thay đổi thì chắc hơi bị hiếm. Nhưng người phụ nữ chúng ta thì lại rất là kiên nhẫn trong cái việc chờ đợi cái sự thay đổi tốt đẹp của người đàn ông quay lại với họ. Chính vì vậy mà có một hòn vọng phu. Và bạn biết không, bạn cứ nghĩ rằng hòn vọng phu chắc là chỉ có xảy ra ở cái thời xưa. Nhưng mà không, thời nay có những người vợ vẫn là hòn vọng phu thời hiện đại đó nhé. Và thân chủ
hiện tại của mình đây này. Mình vừa mới tư vấn xong á, thì là một vị thân chủ thứ hai. Trước đây mình cũng đã từng tư vấn cho một vị thân chủ khá là đặc biệt hơn cái trường hợp này, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói về cái điểm chung của hai người phụ nữ. Đó chính là vấn đề là người đàn ông á, trong cuộc hôn nhân á, thì có những tranh cãi, có những bất hòa, thì người đàn ông đó rất là dễ bỏ cuộc, người đàn ông đó rất là dễ sa ngã với một mối quan hệ khác. Vì thèm của lạ này, vì chán vợ của mình này, vì ức chế không giải quyết được những vấn đề mâu thuẫn với vợ. Chỉ một lời xin lỗi với vợ thôi nhưng anh ta không thể nói ra được, anh ta không biết làm sao hết. Và anh ta nghĩ là anh ta mãi mãi không thể thay đổi được người vợ đó. Trong khi đó anh ta có thể thay đổi được, nhưng mà anh ta lại không chịu nói và chẳng chịu làm gì hết. Nên cái mối quan hệ giữa vợ và chồng vẫn bị những cái vấn đề khúc mắc đó, nó vướng phải. Và những cái cách cư xử hành xử của người đàn ông, họ nghĩ rằng họ lớn tuổi, họ trưởng thành, họ khôn, họ học giỏi, nhưng mà thực tế ra là cách hành xử hàng ngày đã khiến cho cái mâu thuẫn vợ chồng nó đẩy đến cái sự căng thẳng bất hòa và đẩy đến cái mức là họ không thể chịu đựng được nhau là như thế. Nhưng mà trong cái việc mà người đàn ông chịu cái sự ức chế và mâu thuẫn, họ rất là dễ lao vào một mối quan hệ khi thấy một người phụ nữ đang cô đơn, vừa mới bỏ người yêu xong này, hoặc là thấy một người phụ nữ đơn thân nuôi con, thì họ cũng làm sao? Nhắn tin hỏi thăm, đầu tiên là nói những cái câu bình thường rồi chia sẻ những cái chuyện gia đình của mình với người phụ nữ đó. Giang hồ còn nói một cái câu là kiếm chút cháo để ăn chơi. Đến chơi rồi xem coi người phụ nữ kia có bày ra cái chút cháo không để mà kiếm chác một chút đỉnh. Đó chính là tâm lý của người đàn ông. Đó là cái sự thúc giục của thằng đàn ông trong con người đàn ông nó sống dậy, khiến cho người vợ ghen tuông, nghi ngờ, khổ đau, kiểm soát. Và người vợ này cảm thấy cuộc đời bế tắc u ám, ghét người thứ ba. Và trong đầu người phụ nữ này á, chỉ toàn là hình bóng của kẻ thù, lại không nghĩ đến cái lỗi của người chồng. Cái lỗi của người đàn ông là mang người thứ ba đến với cuộc sống của họ, làm cho người thứ ba được hiện hữu trong cuộc đời của câu chuyện ba người. Chứ người thứ ba kia đâu có tự nhiên mà đến được, do người đàn ông. Tại sao trong một cái sự căng thẳng như thế mà người vợ không tìm ra cái cách ngoại tình mà người đàn ông lại tìm ra cách ngoại tình? Đó chính là vấn đề mà chúng ta được mệnh danh là hòn võng phu là như thế. Còn cái câu hỏi mà bạn đặt ra cho mình á, là chị ơi, chồng em có yêu em không? Tại sao chồng em chưa bao giờ nói với em một cái câu là anh yêu em từ lúc cưới cho đến bây giờ? Mặc dù em có hỏi, nhưng mà anh không bao giờ nói. Vậy thì anh ấy có yêu em không? Bạn thân mến, có những người đàn ông người ta không có biết nói những cái câu nói đó. Có những người đàn ông không bao giờ nói cái câu nói đó với bất cứ ai. Họ chỉ biết thể hiện bằng cái hành động là làm kiếm tiền về cho vợ, quan tâm vợ, chăm sóc con, chăm sóc vợ, yêu thương vợ, nấu ăn cho vợ. Nói chung là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Và đối với họ những cái lời đó họ không có nói được đâu. Và thậm chí là họ có thể nào nói. Họ có thể nói trong cái trí tưởng tượng của họ. Nhưng mà họ không phải là một người xến xú ngôn tình, và họ không phải là người mà giỏi ngôn ngữ. Cái người mà giỏi nói thì người ta sẽ nói cái câu anh yêu em, anh cần em, rồi em là vĩ đại, em là quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Nếu mà nói được những cái câu nói đó thì anh ta đã trở thành một người đàn ông làm cho bao cô gái chết mê chết mệt anh ta rồi. Và lúc đó bạn lại phải mệt mỏi vì cái việc mà chiến đấu với người thứ ba, vì người thứ ba nhiều quá, nhiều, diệt hết người này nó ra người thứ tư, người thứ năm, nhiều như cỏ vậy đó. Bởi vì chồng của bạn quá là khéo miệng. Nhiều người phụ nữ chết cũng bởi vì nghe những cái lời yêu thương trong tai như thế. Chồng bạn không biết nói câu đấy thì bạn cứ yên tâm là anh ta cũng không có khả năng nói cái câu đấy với người khác. Đó là một cái điều may mắn cho bạn đấy, chúc mừng bạn nhé. Nên là để trả lời cho câu hỏi người đàn ông có yêu bạn hay không, thì người đàn ông như vậy là yêu đấy. Người đàn ông không phải ai cũng có thể dùng cái miệng để mà nói lên cái lời yêu với vợ. Bạn phải hiểu rõ điều này. Đừng có đi tìm một cái câu hỏi là chị ơi, bạn ơi, cô ơi, chồng tôi có yêu tôi hay không? Mười mấy năm nay rồi tôi không thấy chồng tôi yêu tôi hay không? Bạn đừng có nghi ngờ về cái điều đó. Đến bây giờ anh ta vẫn không tìm thấy ai hơn bạn thì rõ ràng là anh ta yêu bạn chứ còn gì nữa. Đúng không? Chúng ta không thể sống cùng với ai khi mà chúng ta không có yêu thương họ. Mình thấy một ai đó mà mình không ưa làm sao mình ở bên cạnh được, đúng không? Đương nhiên là trong cuộc sống có những tranh cãi nhưng mà không đến mức là phải ghét nhau. Thì anh ta đang sống bên cạnh bạn là anh ta yêu bạn. Đó, chắc chắn một điều như thế nhé. Và anh ta còn cần bạn nữa. Không có bạn anh ta nhiều khi còn không sống nổi được á. Bạn cần gì một cái câu nói như thế? Những cái hành động người ta thể hiện á, người ta đã thể hiện hết rồi.
Bây giờ nhé, nếu mà đổi lại một người đàn ông chỉ biết nói câu anh yêu em, anh cần em giỏi quá, lúc nào cũng nói những cái câu như vậy mà cuối cùng việc gì cũng để cho bạn làm, bạn nuôi người đàn ông đó, người đàn ông đó làm phè ra, bạn nuôi người đó như là nuôi con vậy, thì bạn muốn thế nào? Người đàn ông của bạn đã nhiều khi cũng phải thốt lên rằng em sướng như thế rồi em còn muốn cái gì nữa. Nếu mà đã được sống như cuộc sống như thế thì bạn hãy hài lòng với nó. Chúc mừng bạn ha. Còn cái câu hỏi thứ hai bạn dành cho mình là em chưa bao giờ biết cực sướng ngoài biết cực khổ và cực nhọc. Thì cái điều này á, nó như thế này các bạn. Có những người phụ nữ như bạn nha, chứ không phải là chưa từng đâu, bạn chỉ là thân chủ thứ hai của mình thôi. Còn thân chủ đầu tiên cũng giống như trường hợp của bạn đấy, nhưng mà đặc biệt hơn bạn nhiều là người phụ nữ đó không được quan hệ tình dục với chồng xong suốt một thời gian 8-9 năm trời. Sau khi về làm vợ với chồng và họ vẫn sống một cuộc sống vui vẻ với chồng, họ không được quyền làm mẹ, bởi vì người đàn ông kia đâu có ngủ với họ đâu, làm sao mà họ mang thai được. Và không được nằm ôm người chồng của mình, bởi vì anh chồng anh không thích người khác ôm vào người. Và người đàn ông đó tối tối về, tối nào cũng nhắn tin hết. Mà bạn biết thường á, là người ta không có bao giờ mà nhắn tin với đàn ông hết á. Đàn ông không bao giờ nhắn tin với đàn ông. Mà nếu nhắn thì một hai tin thôi, còn không người ta alo cho nhanh, không có bao giờ nhắn tin. Mà người ta đêm nào cũng nhắn tin, mà người vợ kia coi như không thấy. Người vợ kia cứ coi như anh ta là một người sống chung với mình, coi anh ta sống như là một người bạn. Đó, bởi vì sao? Bởi vì cô ấy cần người đàn ông đó, bởi vì cô ấy yêu người chồng của mình. Cô ấy xem cái việc mà cô ấy nhìn thấy người đàn ông đó mỗi ngày cãi lộn với cô ấy, hay là nói chuyện hoặc là làm bất cứ điều gì với cô ấy là cần thiết với cô ấy, thì cô ấy sống như thế. Và cô ấy hạnh phúc trong niềm vui của mình, và cô ấy tự tạo ra những niềm vui cho chính mình. Bạn thấy không? Có những người phụ nữ hòn vọng phu đấy chứ, đâu có phải là một câu chuyện hoang đường, một câu chuyện hoàn toàn có thật. Bạn còn may mắn hơn người phụ nữ đó nhiều. Khi mà bạn sống bên cạnh chồng có hai ba mặt con như thế mà bạn vẫn chưa bao giờ biết một lần cực đỉnh từ lúc lấy chồng đến bây giờ. Và cái câu hỏi đặt ra cho bạn là bạn có muốn mua dụng cụ sex toy hay không, thì bạn đều từ chối. Bạn nói là bạn không cần. Có thể là bạn đã mắc phải căn bệnh lãnh cảm tình dục từ khi bạn còn nhỏ. Nhưng mà rất may mắn cho bạn là bạn đã có hai đứa con, ba đứa con. Thì dù sao đi nữa, cái niềm vui làm mẹ của bạn á, nó đã che lấp bớt đi cái ham muốn trong con người của bạn. Và bạn cũng đã xác nhận là bạn cũng không cần cái điều đó. Thì cái tình huống đó với bạn, bạn xem nhẹ và đặt nặng cái vấn đề là chồng của bạn ở bên cạnh bạn, con bạn học giỏi, con bạn ngoan, hiền, nghe lời cha mẹ, và một cái tổ ấm có chồng, có con, hàng ngày bên cạnh nhau như vậy, đối với bạn đó là tất cả. Thì bạn hãy vui về điều đó và cảm thấy rằng ông trời vẫn mang lại cho bạn tất cả những điều bạn muốn. Vậy thì bạn không phải là một người phụ nữ bất hạnh. Còn cái vấn đề á, mà người đàn ông của bạn đang nhắn tin cho một người phụ nữ làm mẹ đơn thân, là một người đối tác làm ăn của bạn á, thì bạn đã thông thoáng và hiện đại đến mức chấp nhận người chồng của mình ăn bánh trả tiền. Nhưng mà cái điều mà bạn mong muốn nhất ở người chồng đó chính là gì? Đừng có xây dựng một cái tình cảm có thật với người phụ nữ kia. Thì cái việc mà anh ta có xây dựng hay không á, là còn tùy vào người thứ ba kia nữa, và tùy vào anh ta có cần gia đình của bạn hay không nữa. Và cho dù anh ta có xây dựng tình cảm thật sự đi nữa, thì anh ta cũng không chọn lựa bạn và người phụ nữ kia. Đó là cái điều chắc chắn. Vì người đàn ông đi ngoại tình không có muốn bỏ vợ. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái sự thật đáng buồn cho chúng ta phải hiểu đây này. Người thứ ba là tình nhân mang đến cho anh ta những cái phút giây về tình dục. Quay trở về nhà, anh ta có một cô tấm quét dọn nhà cửa sạch sẽ, chăm lo cho con cái, nhà cửa tươm tất, tiền bạc là yên tâm. Lý do gì mà anh ta lại không muốn lập phòng nhì hả bạn? Đúng không? Một cái sự thật đáng buồn cho rất là nhiều người phụ nữ. Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng anh ấy cần tôi đến mức không bỏ được tôi. Không, không, không phải. Anh ta yếu đuối và không muốn tan vỡ một gia đình. Nhưng mà khi quay trở về nhà, thấy các bạn trong vai trò cô tấm, cơm ngon, nhà cửa sạch sẽ, con cái được chăm sóc, lý do gì anh ta muốn rời xa bạn? Đấy, chứng tỏ là chúng ta phải hiểu được trong cái việc yêu các bạn, quý các bạn, tình nghĩa với các bạn, thì anh ta cũng nhìn được những cái mặt mạnh của các bạn trong cái việc là bạn vun vén tổ ấm.
anh ta cần có bạn là như thế. Còn đương nhiên anh ta vẫn muốn có người thứ ba, vì người thứ ba như là một cái siêu thị, anh ta có thể chọn lựa và làm những cái điều trong con người của người đàn ông muốn, đó là thằng đàn ông nó được sống theo cái ý nó. Đó chính là cái bản chất của cuộc sống là như thế. Khi mà bạn tư tưởng đã thoáng đến mức chấp nhận một cái mối quan hệ chồng ra ngoài ăn bánh trả tiền, tức là không có đặt nặng cái vấn đề mà chung thủy đến mức mà cao. Và khi mà người phụ nữ đặt cái vị trí mình khao khát người đàn ông mà phải không có tì vết, phải 100% nguyên chất, thì người phụ nữ đó mới chịu. Thì rất là dễ đưa đẩy bạn đến cái vấn đề là bạn sẽ ly hôn. Nhưng mà kiểu người của bạn lại không phải là cái kiểu người mà chồng phản bội bạn có thể ly hôn được. Chính vì vậy, cái nội tâm của bạn làm sao phải thoáng đãng trong cái việc mà bạn chấp nhận được những nỗi đau khi mà sống cạnh bên người chồng. Bạn đã nghĩ rằng người đàn ông của bạn ăn bánh trả tiền, thì bạn hãy chấp nhận cái việc chồng của bạn, cho dù có mối quan hệ ngoài luồng đi nữa, thì vẫn coi gia đình là trên hết. Và anh ta vẫn không bỏ bạn, đó là cái điều bạn mong muốn. Và con của các bạn vẫn học giỏi, bạn vẫn hạnh phúc bên chồng, trong cái giới hạn mà bạn có thể chấp nhận được. Thì bạn ơi, có cái điều gì đâu mà bạn phải suy nghĩ cho nhiều. Thì bạn hãy xem như cái việc mà anh ta ăn bánh trả tiền, nó cũng là cái dạng mà tiền trao chó múc. Anh ta có tiền thì cô kia có tình, đổi qua đổi lại. Còn bạn cũng chẳng thể bỏ được người đàn ông đó, thì bạn nghĩ làm gì đến sai lầm của họ để mà bạn trừng phạt bạn vì cái điều mà họ đã gây ra cho bạn. Bản chất bạn đã là một bông sen, thì lý do gì bạn vì bùn mà lại nhào lộn cái bông sen của mình trong cái đám bùn đấy? Sen vẫn là sen mà bùn vẫn là bùn, bạn vẫn là bạn và anh ta vẫn là anh ta. Khi mà bạn sống cùng trong một cái môi trường đầm lầy như vậy, bạn vẫn giữ được cái sự thanh cao của mình và anh ta vẫn là bùn đen. Nếu mà bạn không thể nào thay đổi được tình huống thì bạn vẫn cứ là bông sen của bạn đi. Bạn đừng có quan tâm quá nhiều đến cái đám bùn để mà bông sen của bạn phải dính bùn đen vào mà mất đi cái vẻ đẹp của mình. Bạn không thể nào mà đi đánh đuổi người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu được. Mà vấn đề chính yếu là chúng ta phải tìm được niềm vui cho mình. Nếu bản thân các bạn yêu chồng mà không thể bỏ được chồng thì hãy chấp nhận cái điều đó. Chấp nhận trong cái sự buông xả, chấp nhận trong cái sự thấu đạt, chấp nhận trong cái sự không ghen tức. Và mình chấp nhận cái điều đó như là mình đang cùng sống với một người bạn. Niềm vui của người bạn cũng là niềm vui của mình. Đó thực sự cũng là một cái cách mà các bạn yêu người đàn ông của bạn đó. Bởi vì khi mà người ta yêu là người ta luôn luôn mong muốn cho người mình yêu được những cái điều hạnh phúc. Khi mà bạn không thể còn có những cái giá trị mà người đàn ông đó cần, và bạn lại cần người đàn ông đó mà không thể bỏ, thì phải chăng rằng cái cách suy nghĩ như vậy sẽ làm cho bạn bớt đau hơn khi mà bạn sống bên cạnh một người mà bạn rất yêu, đúng không nào? Rất là mong các chị, các cô, các thím, các bà ở một cái tình huống tương tự như thế này cũng hiểu được và buông chấp bớt ra, để cho bản thân các bạn, các cô, các dì, các thím, các chị em bớt đau khi mà bạn biết yêu bản thân mình, biết cho mình một cái cơ hội, một đặc ân cho chính bản thân mình. Thì các bạn hãy nghĩ cái chuyện này nó nhẹ nhàng hơn đi. Buông bớt và cho đi người đàn ông đó đi. Tức là bạn chỉ cần sống bên cạnh họ là bạn vui. Bạn nhìn thấy con bạn phát triển, bạn vẫn là hoàng hậu, bạn vẫn được sống trong một ngai vàng. Thì có lý do gì đâu mà bạn phải suy nghĩ nhiều. Không bao giờ trên đời này có một cái sự hoàn chỉnh nhất định. Không bao giờ có một viên ngọc không có tì vết. Gia đình nào cũng có một cái toilet. Gia đình nào cũng có những cái điều mà họ phải muốn giấu đi. Họ không nói đâu có nghĩa là không có. Bạn cứ nhìn thấy ai cũng hạnh phúc, bạn cũng tưởng là chỉ có một gia đình mình bạn là đau khổ thôi sao? Không có. Gia đình nào cũng phải đối diện với những chuyện đó. Nhưng mà quan trọng là họ suy nghĩ về vấn đề đó như thế nào, và họ giải quyết cái sự việc đó như thế nào. Bạn hãy nhớ rằng nhà nào cũng có một cái toilet, một cái WC. Thậm chí có nhà có 2-3 cái WC nữa. Nhưng mà họ vẫn giữ được gia đình của họ, và phòng khách vẫn là nơi phô diễn tất cả những vẻ đẹp của họ. Thì bạn hãy sống trong cái tư thế, một là bạn là bông sen, hai là bạn là hòn vọng phu xứng đáng.
với giá trị của người phụ nữ trong một cuộc hôn nhân bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe các phần chia sẻ của Sống Tình Yêu GB trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng những video của Sống Tình Yêu GB sẽ tiếp sức cho những người phụ nữ đang cảm thấy đau đớn đến nghẹn lời hoặc là đang rơi vào tình trạng bế tắc trầm cảm trong tình huống hôn nhân đang gặp phải những vấn đề bế tắc. Rất mong bình an sẽ đến với mọi người phụ nữ chúng ta trong ngày hôm nay và mãi mãi về sau bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ạ. Xin chào.